Hello, xin chào các bạn. Chào bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Sao hôm nay mấy đứa định có ý tưởng gì quay cho mọi người xem không nè? Em có ý kiến nè anh Phú. Ý kiến gì nói luôn đi. Trên đường đi là nãy giờ em suy nghĩ nhiều ý tưởng trong đầu em lắm rồi. Vô kèo thơm rồi ha, ý tưởng gì nói mọi người nghe nè. Hay là mình làm người cuối cùng bún thung đi anh Phú. Cái trò gì sao nó yếu đuối vậy? Trò nó yếu đuối gì anh Phú? Trò nào mạnh mạnh nó chơi trò bún thung. Giờ này chơi trò bún thung. Chơi trò nhảy dây đi anh Phú. Ê, tính ra nhảy dây với bún thung nó cũng không có xa lắm đâu. Nhưng mà nó nhiều thung hơn. Mạnh bạo lên xíu coi trò gì sao yếu yếu đuối nhẹ nhàng giống mấy của chị nữ chơi quá vậy. Em thôi. Chơi gì? Hãy đá đi. Gì? Hãy đá. Cái gì? Nảy đá. Hãy đá. Tại vì nó nảy đá. Nảy gì nên nó nói là hãy đá luôn đó chứ nảy gì. Người ta là thầy đá đúng không? Đúng rồi. Là tưng tưng cục đá đây đúng không? Đúng rồi anh Phúc. À, cái trò đó yếu đuối lắm cái này ơi. Mạnh mẽ nó coi. Thích hùng. Cho gì mạnh mẽ nó xíu ơi. Anh muốn mạnh mẽ phải không? Ừ. Em có nè. Cho gì? Mình vô gần mình chơi với khỉ đi em Phúc. What the hell? Thì anh muốn mạnh mẽ đó. Nghĩ sao chơi mấy cái trò gì kỳ vậy? Hôm nay thời tiết rất là thoải mái và thoáng đãng. Bầu trời trong xanh như thế này thì chúng ta nên đi cắm trại là hợp lý nhất. Em biết ngay là anh sẽ nói đi cắm trại mà. Thôi đi lẹ tao bay, let's go, đi anh Phu. Ủa? Gì vậy? Đi luôn anh Phu. Đi gì? Em đi gì trại? Ủa đi Phu kêu đi cắm trại mà. Em lại đây, em xin lại đây. Đây. Em đi cắm trại đúng không? Đúng rồi. Em phải lên kế hoạch chuẩn bị để nói cái đùng cái em đòi đi cắm trại cắm trại đâu. Ủa thường thường mình cũng có lên kế hoạch anh Phu. Thì bây giờ vậy đi. Lâu rồi mấy anh em mình cũng chưa tổ chức cái clip gọi là đi câu cá cắm trại qua đêm đúng không? Dạ. Các bạn yêu cầu rất là nhiều nhưng mà mấy em mình chưa có thời gian thực hiện, nhưng mà ngày hôm nay mấy em mình đã có thời gian và sẽ thực hiện clip này cho các bạn cùng xem. Tuy nhiên trước tiên chúng ta phải đi chuẩn bị gì đã? Cần câu nè, chuẩn bị cần câu. À, cần câu nè. Mồi nè. Lều. Hả? Thì cần câu thì dùng có lưỡi trong đó rồi, cần lưỡi nữa. Lều. À, lều nè. Đồ ăn nè. Cây. Ờ, cây làm gì? Ủa, cây có rồi. À, nói chung là chuẩn bị những cái nè, không thiếu. Chắc chắn rồi, không thiếu đồ ăn đâu. Nước nè. Xong chưa kìa. Nói chung là bây giờ mấy em mình phải đi chuẩn bị những cái nào liên quan đến bữa cắm trại ngày hôm nay, liên quan đến chủ đề câu cá, cắm trại câu cá qua đêm nha các bạn. Bây giờ không để các bạn chờ lâu nữa. Đi thôi, đi cho nghe. Mấy này mình tới địa điểm câu cá này nha các bạn. Hả? Gì kìa? Yeah. Làm vô xích bò luôn anh Phúc ơi. Trời ơi là trời bắp. Phúc bò. Đâu? Chiếc này đây rồi. Đâu? Chiếc này đây rồi. Đây nè. Bắp đâu bắp, tưởng nó bắp vô cục đá, bắp vô đống xích bò. Té. Ủa anh hỏi này kìa. Đây biểu, biểu. Ê, 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 chơi, biểu. Bộ cái đường này chưa đủ rộng hay sao mà cưng suốt ngày cưng đi đường, cưng đo đường hoài vậy? Em không biết nữa Phú, tại chú với vợ rồi. Chứ không phải là tại cưng thích đo đường hả? Đi đứng chuyện gì? Không hiểu nổi lần nào đi cũng té, không vấp này vấp kia. Cảnh thành coi chừng vấp đá té này nè. Mấy nay mình tới địa điểm cắm trại này nha các bạn. Sao chỗ này đẹp không mấy đứa? Quá xịn sò. Quá rộng rãi thoải mái luôn đúng không? Tuyệt vời không mặt trời. Ủa là trời cái gì nữa vậy? Đừng nói gì? Dấp là phải đóng xít bò rồi. Dạ. Sao? Con máy mình đổi chỗ được không? Sao vậy? Anh nghĩ sao anh dẫn mấy anh em vô chỗ người ta nuôi trâu, không khéo nó hút bành cái chạy của mình luôn á. Ủa mà mày cũng sợ trâu nữa hả? Sợ sao không sợ mày? Con trâu nó gặp mày nó sợ chứ mày sợ nó gì? Chỗ này rong rải vậy thôi chứ. Thôi. Làm gì vậy? Ủa là chơi trâu người ta nuôi mà dí trâu người ta làm gì vậy? Mình nuôi chạy với mày đi. Nói gì? Mày là mù rồi. Thằng con nhé con nó dí con nhỏ. Chán. Yeah. Anh lại. Ghẹ này chưa chỉ ra dí trâu người ta đây. Ê, mấy tí hổn trâu mà tới cho ghẹ đùa được ha. Rồi mấy em mình cắm trại dừng trại ngay đây đi. Rồi bắt đầu câu cá ở khu vực này nha các bạn. Mấy con trâu cũng sợ nữa. Mày nhánh gì?
Hồi tao lụm mày luôn giờ tin không? Mày bị điên à? Nói gì nói đừng giận tôi nhé bạn. Chẳng qua nãy tôi thể hiện cho mấy đứa kia coi thôi. Vì mấy anh em mình còn ở gần nhau 24 tiếng mà. Có gì mấy bạn bỏ qua cho mình nha. Em à, thật ra em cứ tự ảo tưởng tiếp đi. Mấy bạn tắm vui vẻ nha, tôi đi à. Ê Đắng. Gì? Dễ bị khùng hay gì mà ngồi ngoài nói chuyện với mấy con trâu nhảm nhảm thôi kìa. Mẹ nó bị khùng cái gì ta? Làm gì Đắng? Ngứa cái gì mày? Rồi mày bị ghẻ cũng ghẻ chắc luôn rồi đó. Ghẻ chụp tao coi. Thôi đi ba. Không có mày mày muốn gãi mà kêu tao gãi. Ồ mấy thanh niên tập trung đây đây coi. Dừng lại nè. Đây 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 tập trung đây dừng lại. Chị đội Phú ơi. Chị đội chứ. Bây giờ để chị đội ha. Sẽ có đội 3 và đội 4. Để xem con ngày hôm nay đội nào câu được nhiều cá nhất thì đội đó sẽ nhận được giải thưởng trị giá là 3 triệu. Yeah. 3 triệu nha. Kệ em Phú. Giờ mình chưa rồi, còn cách sử dụng những cái que như vậy. Chứ thì mấy đứa phải quay mặt đi. Kia làm gì gãi hoài vậy? Ngứa anh Phú ơi. Đang quay, quay phim. Đang quay phim mà gãi cái gì kỳ vậy ta. A few moments later. Ở đây có tổng cộng là 7 que thăm nha các bạn. Bây giờ để cho mấy em bóc. Tập trung lại đây. Bây giờ nè. Đội 3 và đội 4. Được không? Được. Bên đội nào được 4 người thì lợi thế hơn. Nha, cái đó là hên xui. Được chưa? Tại vì ở đây chúng ta có 7 người cho nên sẽ chia làm sao hên xui thôi. Đội nào câu được nhiều cá thì đội đó sẽ nguyên ngày hôm nay luôn nha. Chỉ câu cá và ăn cá thôi được không? Được. Làm thử thách 24 giờ câu cá ăn cá và đội nào câu được nhiều cá nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá là 3 triệu nha các bạn. Ok chưa? Ok. Hay là khỏi lấy giải thưởng ta? Đâu phải lấy giải thưởng chứ anh Phu. Ba người dễ chia hơn. Hả? Ba người dễ chia hả? Ba triệu. Rồi. Sao cái cao thấp đều đều nhỉ? Rồi rút đi rút đi rút đi. Thật không chú mày. Khoan từ từ. Cho gái rút trước đi. Ủa, đi. Nhưng mà giờ em suy nghĩ lại rồi. Sao? Em phải bốc chúng vô đoạn ghẻ mới được. Sao vậy? Cái gì ghẻ nó lùa bò được, ở lùa trâu được anh Phú ơi. À, mấy trâu sợ ghẻ lắm nha các bạn. Làm gì mấy trâu nó sợ chứ giữ ghẻ. Không có gì đâu anh Phú, em có giỏ rồi. Không có gì đâu anh Phú, em có giỏ rồi. Trời ơi, ghẻ chưa? Cái gì? Có giỏ. Trâu là gặp em cũng sợ chứ. Giỏ vậy là bóp chỗ hiểm của trâu á. Biết sao anh trâu sợ ghẻ không? Tại vì ghẻ nó ghẻ quá, anh trâu thấy ghẻ nó sợ. Quá chuẩn luôn. Bởi vì nhảy xuống nước nó tắm liền này thấy không? Đây, vô. Rút chứ đi. Rút đi, rút đi. Cây đầu tiên mà. Ờ, rút đại các em, mở một cây thôi nha. Rồi. Rồi. Tiếp tục, tiếp tục. Dài hay ngắn hả? Dài. Chưa biết, cứ giữ im đi. Tiếp tục. Cho ghẻ rút luôn. Cây cục nè. Rút đi, ừ. Dạ. Nhá. Em hả? Ừ. Coi chừng bị lừa, coi chừng bị lừa, coi chừng bị lừa. Rút đi, lẹ. Rồi, tiếp tục. Em xuống, em xuống. Rồi, đặng. Rồi, hai đứa còn nè, nhanh. Rồi, cái tay cuối, rồi, rồi, sao vô đi. Sao vô. Rồi, ghẻ, qua đây. Thành lát. Đặng lên kìa. Đặng luôn. Sao? Để coi các bạn không. Các bạn không nha. Rồi, bốn đứa, qua đây. Thành, trời ơi, Thành, đây là Thành. Đây là Ngân. Nhã, với Hòa, là chung đội. Bốn thanh niên này chung đội, rồi, ok. Đi. Về dựng lều của mình. Tốc độ, tốc độ. Có vẻ như Nhã với lại Hòa của chúng ta không vui nha. Hả? Sao vậy? Không biết đâu thôi. Hòa vui không Hòa? Vui như ít rồi dễ thể hiện hơn đúng không? Đúng rồi. Như Hòa? Vui không? Lâu lâu sản á. Có điều à, Nhã của chúng ta có vẻ như không vui nha. Hả? Em hả? Là sao hả? Em vui. Vui không em? Vui. Vui à? Giờ mấy anh em mình dựng lều nha các bạn. Chứ ngoài này nè. Chống học à, nắng muốn chết luôn. Giờ phải dừng lều che nắng nè, để câu cá nữa. Ôi, tao thấy nó không đều rồi. Đều. Rồi đều, đều rồi. Hôm nay mấy anh em mình thử thách tự dừng lều nha các bạn. Chứ không có cho lều có sẵn nữa. Có sẵn cho mấy anh này nó làm biến lắm mấy bạn ơi. Ai làm biến? Mấy bậy chứ ai? Trong đó có mày luôn á. Gọi trong đó buông đi kìa. Ê. Ủa kìa sao anh? Cái gì vậy? À. Thành.
Bên kia lấy cục đá cột vô cọng dây gỉ ra thành. Ok, chưa thả ra nha anh Thành. Buồn gây. Kéo sang nha. Kéo gì vậy anh Thành, sức luôn vậy. Dễ gì. Rồi, ok. Ok. Sao em thấy nó méo méo nha anh Thành. Trời ơi, mày không biết lấy cái chân đẩy nó ra luôn hả mày. Canh coi nghe vô nha. Nghe gì đó rồi. Hả? Gì mày? Xích vô. Mày đâu đây? Giờ cái lều xích vô. Làm gì? Cho ngày mấy đống con bò cho thơm. Mày thơm không? Tôi ký cái đầu liền bây giờ nè. Chẳng xíu là mày căng với mày. Mày lo gì mà làm kìa. Vậy xích lại anh kêu rồi. Gần mấy đống con trâu này kỳ lắm. Trời, thấy nó ngã mưa ơi, hoài không lo chụp lại. Chán được chứ? Mới dựng đứng lên được nè. Chán thì được chưa, em thả ra nha, quá trời mỏi tay rồi đó. Ê mà tính ra anh không có muốn mày giữ luôn á Nguyên. Nãy em thấy bên kia nó sập đi, em ngồi em giữ luôn. Ê mà tính ra con Nguyên bên mình có lý hơn ngân bệnh hả mày. Chứ sao mày. Nhanh lên đi, mỏi tay lắm mày nè. Trời, mày buông ra đi, ai muốn mày giữ đâu. Sao em nói sớm trời, làm ngồi giữ muốn chết luôn, bực mình nè. Có những cái liều thôi mà ồn ào quá bây. Ê, ghê làm gì mày? Chỉnh cái liều nè. Trời, nghe chỉnh cái gì mày? Mời đẹp. Này vì sao mày? Nó bị tưng tửng rồi chứ chưa khùng đâu. Thế nên mình bắt đầu bấm giờ nha các bạn. Dựng liều xong rồi giờ mấy anh em mình tóm lưỡi vô cần câu để đi kiếm cá ăn nha các bạn. Điện thể kiếm vài trăm ký cá hoàng đế để lấy cái giải luôn nha các bạn. Mày ngủ một giấc đi rồi mày mơ nha ghẻ. Nghĩ sao mày xách cá từ bên đây mà đòi hăng cái giải vậy? Có cái nịt nha. Được mày đâu xong em về ở đây chưa hả? Ê mày nói vậy là bậy nha. Thằng này chưa bao giờ bước vô ranh giới của mày nha. Hàng bay đứng hai bên cửa đó, giống đó nha. Đứng đó canh cửa đi, tí ta câu được mấy con cá cho nướng ăn. Ông tin ông ngã, ông nói một hồi tôi vô tôi lượm ông luôn á. Ê anh em gì vậy? Đi ra liều đi. Làm gì? Để ngấn vô đây lượm tôi coi. Vô đây ngấn, nhanh nhanh nè. Hai con bay về liều biểu coi. Hơi đâu đứng đó đòi coi với nó làm chi hả? Cây thế nha. Vô đây nè, lẻ vô đây lượm rồi về nè. Anh mà cột được không? Để nó cột giùm cho. Được mà. Được mà em cột cái buổi trời chưa xong nữa. Thôi gói quá, mày buộc người ta luôn đi. Nguyên buộc xong chưa Nguyên? Đây để anh buộc cho. Anh cột của anh chưa xong mà anh đòi cột cho em. Của anh buộc không được mà, của em là anh buộc được mà. Để anh. Ghê thế, cột giùm em với anh Thành. Thôi mày tự cột đi mày, có tay có chân để làm gì? Để xào mó lung tung chứ làm gì. Chỉ ghẻ. Đây là một con cá hoàng đế của mấy anh em mình nha các bạn. Đây là một tép sống, đây mình vớt cho các bạn coi nè. Đó, con này con tôm luôn chứ con tép gì mày? Tép suối hay gì á. Ui nó bự nè. Đi chen con tôm càng luôn. Con này ăn sống hết sảy. Thử đi, ngon. Không, không chơi. Mấy này nhát quá. Nhả quất luôn nha. Hồi đó giờ không bao giờ ngán cái gì. Mày đừng có bốc quát. Thiệt. Đúng không? Ok. Đó. Cái đó là người khác nói với mình là cho cá ăn nha các bạn. Các bạn nó bị mình lừa. Thôi chạy oxy cho nó. Không hồi nó chết là không câu được cá hoàng đế luôn. Ê Nhã. Gì? Hôm nay mà câu không dính cá, lấy mấy con này chấm một tạng hết luôn ha. Trời ơi trời, chưa câu nó nói xui trời. Xong rồi anh em đi câu nè. Mồi đâu bay? Bên kia kìa. Chị lấy mồi. Ê hàng nhóc, đưa mồi anh câu cá coi. Hả? Ê mày nói ai nhóc mày?
dốc đi lấy bò vậy kìa. Đi đi đi. Rồi múc ngồi câu cá luôn nha các bạn. Bóc con này là dính cá bự chắc luôn nè. Đủ quá, con chừng nó không ăn nha bà. Sao không ăn, đã câu cá bự mới dễ thắng. Cái tôi sống. Ok. Nhặt cái gầu nữa nha các bạn. Từ từ đi mà xô xô hoài. Xô đâu? Ở trời đừng đi, nhóc đây không đi, đi đâu bơi đừng đó làm chi chạy. Trời ơi là trời, bà Ngân quăng ở đâu vậy bà Ngân? Bà quăng kiểu này chắc câu tôi chứ câu cá gì. Ai biểu cái đó làm chi, đứng trong bờ câu không được hay gì mà ra thuốc đó dữ hả? À? Trời, tôi đứng ở đây là đỡ đó, coi mấy kia kìa. Anh em, coi này câu nè anh em, mát lắm nè. Mát không? Trời là trời, mấy anh này đi câu cá hay là đi tắm nha ta? Hai đội của chúng ta đang ra cần ngoài kia rồi các bạn. Sao dưới nào chưa? Để câu được cá hoàng đế này thì phải làm động nước càng mạnh càng tốt nha các bạn. Tại vì nước càng động, cá hoàng đế sẽ càng tới nhiều. Đặc tính của con cá này là nước động thì nó sẽ tới nó ăn nha các bạn. À, đặc biệt phải câu mồi tôm sống nha. Nãy mấy em mình có chạy cái thùng tôm sống chạy bằng oxy. Ủa đâu ta? À kia kìa, mấy em đang ở ngoài kia rồi kìa các bạn. Làm gì quá? Thì anh nói làm động nước thì cá nó mới ăn. Mấy em lấy đá trên đây nè, tống trên đây đùng đùng cá nó mới tới. Mày không thấy tao đang câu chỗ này hay gì mày tống kiểu vậy chừng nào nó mới tới? Bà đỡ ở đó coi bố ông nội kia kìa. Chỗ người ta đang câu mười đứng ngoài đó tạt nước nhảy đùng đùng đùng. Mấy bạn biết sao mấy anh em mình phải làm động nước gì không? Tại đặc tính của con cá hoàng đế này là động nước nó mới tới nha. Mày làm gì kìa? Vô đây coi. Sao ghi anh em nè, tôi lỡ bơi lộn ra đây. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ôi là trời. Nước mát quá các bạn ơi. Trời, đang câu mà. Ủa, đang câu hả? Sao ghi nha. Trời, báo quá kìa ơi. Thời tiết ngày hôm nay khá là nắng nha các bạn, nắng chói chang luôn. Sao, nắng không mấy đứa? Hơi nóng quá anh Phú ơi. Quên sao mặt bơ phờ vậy cưng? Em thời tiết này bình thường à, mấy này nhầm nhò gì em trai rồi. Trời ơi, trai luôn rồi hả? Rồi cái thanh niên kia làm gì mà ngâm mình dưới nước rồi đưa cái mông xuống dưới nước rồi. Ngồi trên đá nóng quá anh Phú ơi, xuống đây nè, ngồi dưới nước gì cho nó ấm đít. Mát cho ấm vậy nay. Đập chịu khó đập nước lên cho cá nó mới ăn cưng. Em thấy đập mỗi tay cá nó không lên luôn. Đập nước mạnh mạnh lên cá nó mới ăn chứ. Ôi, ôi. Đánh 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 cá kìa, đánh cá kìa. Thôi mang vô đây, mang vô đây, mang vô đây. Cứ chân, cứ chân, cứ chân, cứ chân xảy. Mang vô đây, bự không? Cái gì hả? Gì đó? Bỏ vô. Cái gì hả? Từ từ thôi, đá nhiều lắm, đá nhiều lắm. Bự lắm anh Phúc ơi. Quay đây, quay đây. Đá, đá, đá. Coi chừng đá. Ở đây đá ngầm nhiều lắm nha các bạn. Ôi da, đó. Đây nè. Không để ý chuyện đá ngầm sức tiêu chân đó nha các bạn. Đây đá ngầm nhiều lắm. Cái gì hả? Cá anh luôn. Đâu? Từ từ, từ từ. Làm gì ốm trong người luôn kìa anh ơi. Ai? Cá hoàng đế nè. Rồi, về câu rồi, về câu rồi. Cứ chừng, cứ chừng, cứ chừng vậy. Mạnh rồi dính hả? Mạnh lắm, mạnh lắm, mạnh lắm, mạnh lắm, mạnh lắm, mạnh lên, mạnh lên. Cá cho bả luôn các bạn. Dạ dạ. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Bắt mèo, bắt mèo, bắt mèo. Cái cây. Ôi là trời đi lại đi, qua đây qua đây. Đi vô đi vô, vô rồi vô. Cá cho bả luôn các bạn. Yeah, đội đi rồi. Ô. Đội thành lát, nhưng mà đội thành lát được một con đầu tiên. Một công rồi em, mới 1 công thôi mà. Từ từ cái đặng, cái chừng nghe, cái chừng rớt nha cưng. Cầm cái trâu lên cho nó. Từ từ. Ủa cá hoàng đế chà bá luôn các bạn. Lẹ lẹ vô, lẹ vô, lẹ vô. Đây cho bạn coi cá hoàng đế nè. Ủa chà bá luôn. Cá này nhiều người lắm à.
Để anh lại háo mỏ nó. Cá cho bá luôn các bạn. Ui. Chắc chưa? Con này mạnh lắm á. Để dính cái ngắt luôn rồi. Ôi. Một em. Ôi, mấy thanh niên kia coi cần câu của mình đi để cá nó ghê mất bây giờ. Ghê vậy ta? Con. Coi chỗ nào hả? Dạ. Ngày tặng đá thôi em Phúc. Tụi mình ngoài đó hả? Ê, mấy đứa, lôi lôi ra sau ngoài kia xíu, sâu sâu á có cá. Kìa luôn. Ngoài kia nó móng quá trời luôn kìa. Trời chuyển mưa luôn rồi các bạn. Mấy đứa ơi, lặn đi lên nha. Trên kia xe chạy rất là nhiều nha các bạn. Đây là mé của cái đập thủy điện. Dạ. Dính cá. Má lên, má lên. Từ từ thôi. Có chừng xảy. Từ từ đá không nha, đá ngầm rất là nhiều nha các bạn. Đá chưa? Chỗ này cục đá bị chà bá. Bướm nha. Bướm. Đâu má lên đây coi. Đẩy để chạy ra ngoài quay chân. Thôi để qua nha, để qua nha. Đâu chỗ cá chà bá luôn các bạn. Đưa lên, đưa đi. Của tôi cục đá. Đó, cá chà bá các bạn nhà nhà cầm cái kìa. Có chân sảy bây giờ, bay từ từ vô. Ây da. Quá trời đá luôn các bạn. Vô. Đừng cá vô. Ôi, 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 ôi. Rồi. Rồi. Cá rồi. Rồi. Dĩ nhả. Quên, dắt mấy cục đá anh Phú ơi. Rồi. 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 Phú là trời. Tới luôn rồi. Rồi, giờ sao? Rồi, giờ sao đâu. Làm gì nhả? Đúng rồi, đúng rồi. Ô, ô, ô. Nó xảy rồi. Ô, trời, được con cá. Ê, tao phải háo ghiền nữa gì kìa. Em chưa muốn ngồi sao ghiền anh Phúc. Ô là trời, con cá chà bá luôn. Thôi bỏ anh Phúc. Anh đi. Không kêu đi từ từ thôi mà đá ngầm ở đây rất là nhiều nha các bạn. Coi nè, lộn trộn đá dưới này nè. Coi nè, con nồi kìa. Có cục đá này không? Đằng này nè anh Phúc, đằng này nè. Nguyên cục dưới này nè anh Phúc. Đá ngầm. Ôi ôi, lâu lâu mới câu được con cá. Thôi chịu luôn ơi. Ngay chỗ này có cá đó nhỉ. Câu tiếp đi. Ôi đồ bên kia đừng con cá xảy. Bò gì đâu kỳ vậy. Phía bên tay trái của mấy anh em mình có mấy cái lều cắm trại cũng khá là đẹp nha các bạn. Nhưng mà mấy anh em mình không có thuê trong trọng. Mấy anh em mình tự cắm trại ở ngoài này. Cắm ở khu vực này thôi. Trời bắt đầu chuyển mưa rồi các bạn. Lạnh không? Lạnh đi lên kìa, đừng ngâm nước cưng. Phú. Sao? Em có này cho anh coi nè. Cái gì? Em mới lượm cái mặt nạ này nè. Mặt nạ nào? Anh có coi phim Mặt Nạ Xanh không? Có. Làm sao? Chuẩn bị coi nè. Cái gì? Trời 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 trời. Lượm đâu ra cái mặt nạ cái gớm vậy? Em đeo mặt nạ về vô em có siêu năng lực luôn nè anh Phú. Siêu năng lực gì? Coi nè. Gì kìa? Ghê anh Phú. Gì kìa? 5 ngón có thể biến thành 1 ngón luôn nè. Có ở cảm tâm. Sách. Nhưng gọi cái đó ra cho nó chịu ra đường thấy lớn quá. Yeah, xung quanh ta toàn là nước. Yeah. À này em phải đem về chân mới được. Đẹp quá. Không lo cái cần câu rồi anh hai. Ủa là trời, câu cá mà đi lâm mạch na, lâm cái gì đâu không mà. Này phải thượm thêm cá màu đỏ nữa thôi. Không mà cái đó ghê quá ghẹ, dục đi ghẹ. Ui, dục đi. Lâm đâu hả? Lâm ngay chỗ đó. Mò dưới luôn. Ui. Quá trời nước mát rồi nha các bạn. Ở chưa đây mấy đứa không nên ăn uống cái gì, đứng câu hoài vậy. Nè em ăn cái gì anh Phúc? Đồ cưng hả? Đúng rồi. Đồ cưng chắc anh lụ đạn quá. Anh nói về khi khinh thường bên em rồi. Bên cưng câu đường nào đúng không? Đâu. Hồi nãy em câu dính rồi mà tại nó xảy anh Phú. Đúng con nghiệm báo đời luôn anh Phú. Nghĩ sao câu dính cá chạy vô dấp đá té rớt luôn không có ăn luôn. Cá là tôi rủi. Em biết rồi, em biết rồi. Cái gì biết gì? Em có cách rồi. Cách gì? Có đồ ăn, có đồ ăn. Có không? Có. Ghê đá đồ xíu ăn đi, xíu đi anh biết. Anh gì vậy? Xíu đi. Xíu đi, xíu đi. Đâu bên này được con một con cá. Sao chết rồi? Còn sống anh Phú. Ngắt được con nồi. Anh cầm cái. À, còn sống anh Phú. Con này cũng khá là lớn nha các bạn. Cá như vậy là cá lớn rồi đó. Có đồ ăn luôn. Cỡ bắt tay luôn nha các bạn. Con gì ạ?
Ốc thúi. Ui, còn sống mà. Quá. Rồi. Thằng đốt lửa nướng đó đúng không? Dạ. Rồi đội bên kia có vẻ như là nhịn nha. Sao bên kia có năng nỉ gì bên này cho anh không? Khỏi luôn, bố em có đồ ăn rồi mà. Có luôn hả trời? Kia hả? Có gì đồ ăn, không có con cá đâu mà có đồ ăn gì trời? Trời ơi, trời quá trời nắng rồi. Không sao, để anh lấy tấm thân này che chở cho cưng khỏi nắng cho. Ủa trời ơi. Sao mát không? Mát rồi anh Thành ơi, cảm ơn nha. Vui là trời, bày đặt đứng che nắng đồ. Trời, con cá này đủ 4 người ăn không anh Thành? Không sao đâu, bức quá cưng ăn, ba anh nhịn cũng được. Gì vậy? Mày nói gì? Mày nhịn á, mấy tao ăn á. Mình là ngâu con trai, mình không nhượng gái được hay gì? Anh như anh Thành, dạo này em thấy anh giải gái lắm rồi đó. Anh mà khơi khơi là em bóp đầu anh á. Làm gì Thành? Em đang che nắng cho Nguyên Phú ơi. Trời ơi, trời ga lăng thế ghê vậy. Hai thanh niên này nướng cá kìm kìm luôn hả? Còn hai thanh niên kia ngồi đứa che nắng, đứa được hưởng sướng quá ha. Đón cá rồi. Đây. Ê, trời ơi, con cá cha má luôn. Đồ nhà hồi nãy chắc câu con cá cũng ngang ngửa cái này nhỉ? Đúng rồi anh Phú. Thôi nhìn đi cưng, bên nào câu được cái đó anh ha. Ê, anh Phú đừng khinh thường bên em. Sao? Anh với mấy anh này là đem cho coi cái này. Anh Phú đừng coi thường đội tụi em. Em cho anh coi cái này nè. Có gì? Đây. Đâu? Đặc sản vùng núi, nàng tiên tâm năng. Cái gì vậy? Nàng tiên tâm năng. Mấy con tép này mà phơi nắng gì là nàng tiên tâm năng. Anh đừng có xem thường của nó. Thấy nó đơn giản vậy thôi chứ mà ngon lắm. Thôi thôi thôi. Cái này là để mồi để câu cá mà cứ mang ra cơm phơi khô làm gì đây? Thì mình không có cá, mình lấy mồi câu cá mình nướng. Ủa lộn, mình phơi luôn anh Phú. Ăn luôn hả? Ăn luôn. U là trời. Chơi vậy chơi lại đồ cưng. Không biết anh Phú ơi, tại bên em đâu có mồi đâu. Coi này các bạn. Câu không được con cá nào rồi cuối cùng lấy tép phơi khô luôn. Mà anh nói bậy nha anh Phú. Sao bậy? Làm gì bên em không có con cá nào? Chứ con nào đâu. Hồi nãy nó xảy lên Phu. Nó tại cưng, xảy là coi như không có, không tính. Ừ. Kệ, có món tép ăn cũng đỡ. Để có thang ghé, vô. Để cái vô, khoan ghé. Để tao. Làm gì? Nướng giùm cho. Gì ba? Ai mượn ba? Nướng giùm cho mà. Để tao tự nướng cho. Thôi mày để, cứ ngồi đó để anh nướng giùm cho. Nướng ngon lắm. Mày nướng rồi lát mày có ăn giùm không mà? Ít nhất tao nướng giùm mày cũng phải cho chút chứ mày. Thôi thôi thôi, em cứ để im để tôi nướng giùm cho. Thôi mấy em nội. Đưa đây. Mẹ nướng giùm cho. Nhanh. Đây. Đây. Để tao tự nướng được. Vì bên nói bên kia có hải sản gì mà bên kia ăn đi. Hải sản cuối gì nghe vậy. Để lên hả? Ừ. Ngoài để lên luôn. Đấy. Không biết cá vùng núi ăn có khác cá đồng bằng không ta? Chắc có á, mày thấy không? Cái bẫy nó đỏ đỏ vậy nè. Tao nghĩ mày có độc để mà tao thử trước chưa? Thôi, mày để tao tự thử được rồi. Mà nếu nó có độc á thì để mình tao chịu thôi, mất công mày chịu tội nghiệp nữa. Chính hình em ơi, ăn nào. Gọi vô anh em ơi. Quá đã anh em ơi. Đây, đâu đây mày? Đói quá rồi, miếng đi. Gặp tay. Ôi. Quà dễ ẩu lắm rồi đó. Ê, mày chơi vậy coi có công bằng không? Liêm sĩ của anh em mình là giữ trong lòng, không có lấy ra, không ăn của người ta. Mày đi về, để tao ăn. Đù. Mày cũng đi về không? Mày cũng đi về không? Mày không cho ăn, đang đói nè. Đang đói gì, nướng tép ăn đi. Chơi, phải chơi phải play. Được không? Đi về. Đi đây, nhìn đi. Thôi ăn đi anh em ơi, kể đó đi. Phải chi là có nhiều quá, mấy anh em mình còn chia. Ở đằng này là có một con à, mấy anh em mình ăn không đủ cho nên mấy anh em mình không chia nha các bạn. Thôi, đi vô đây. Không biết cái hoàng đế này như thế nào trời. Đây, để anh chơi cần thử nè. Ui, cảm ơn nha. Mời mấy bạn anh nha. Ngon không? Ngon. Quá tuyệt vời. Mày ăn không? Có tay để làm gì? Anh nhớ đi. Mời bạn nha. Sao đâu ăn không vậy? Review cho mọi người biết đi. Ăn không nói gì trơn vậy. Đây, để làm lại miếng nữa cho các bạn cảm nhận luôn nè. Ăn bóc luôn nè, nguyên zin luôn. Đầu tiên là thịt con cá này nó chắc,
giống cá dưới sông mình á, mà đều là cái thịt này nó giống cá phi mà nó dài, không phải là cá phi, nó lại là cá hoàng đế. Nói chung là thịt nó ngon nha các bạn, hiểu không? Coi kìa miếu cốt vừa con mắt nè. Mắt này rất là béo nha bạn, có điều hơi ít thịt. Con mắt sao có thịt được, mệt thì ghê luôn nha. Nói chung là ngon phải không? Rồi, mình sẽ review cái ruột nha. Còn là cái phần mà mình thích ăn nhất nha các bạn. Không biết con cá ở địa ao này nó ăn cái gì nữa nha các bạn. Thì không biết con cá nó ăn gì mà em thấy bụng nó vàng khè nha anh Thành. Thôi bên mình cũng ăn nha các bạn, đói lắm rồi. Bây giờ con này mà mình ăn mình thấy mình hèn quá. Thôi cho ngon nè, con tôm á. Này con tép chứ con tôm gì cha. Thì bà cứ tưởng tượng là con tôm đi, ăn đi. Ok mời các bạn nha. Sao cảm nhận? Y chang tôm luôn. Đúng, 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 đúng. Đây đầu tôm Alaska nha các bạn, mời các bạn ngoan nha. Đồ là trời, này quốc có cái đầu con tép mà làm thấy ghê chứ trời. Này mà nó ăn nguyên con tôm Alaska chắc dữ nè. Có cái giác vụ là mọi người đó mày, sáng giờ chưa ăn gì luôn các bạn. Cạo ra xuống, cạo ra rồi. Lật luôn, lật luôn. Kế nè anh. Ăn đi. Ui, ui, ui. Nãy nói review con cái ruột mà. Kìa, ruột kìa anh review đi. Tao không biết con cá ở đây ăn gì cái bụng nhà khè vậy. Ui, ăn đi ra. Ngon không? Ui, ăn, ăn, ăn. Ê, mang bay từ từ thôi. Từ từ sao lại anh đút cho Nguyên. Từ từ, từ từ. Ui, 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 kìm. Ui. Ngon em. Ăn ngon. Để thay ăn đi. Tao ăn cái ruột. Ăn nhỉ đi. Nhỉ cái ăn gì? Cái ruột mà nãy giờ anh ăn gần nửa cái bụng rồi đó. Bụng vàng khè, tao cũng ăn luôn nè. Ê Hòa Hòa, còn có anh cá vậy kìa. Trời trời. Cái gì kìa? Dứt. Dứt. Mày gì? Dạ. Cái gì vậy? Đừng nói tao cá bự nha. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh, tao biết mày chuyên nghiệp rồi, bình tĩnh thôi, đứt dây giờ. Cầm cầm nhé. Lé lé lé. Chị Hòa, lé giờ. Rồi xong. Cá gì vô cây các bạn. Trời ơi, cá cây gì bự dưới trời. Gửi ra nướng luôn nè. Cá này nuốt lưỡi rồi, nuốt lưỡi rồi. Nuốt lưỡi nè. Nha bạn, bây giờ mình đem lên mình nướng nửa con cá, hai phần nửa của con cá này nha bạn. Đây, bỏ lên nướng à. Thơm mùi khói lắm nha bạn. Cá này ngon quá nên mình dùng cho Nhã ăn hết nha bạn. Ừ, cảm ơn nha. Mời bạn nha. Qua ăn nửa con này. Ăn biểu cảm chứ ăn cá mà mày ăn gì kìa. Ngon quá. Nút sạch xương luôn, lên tuyệt vời. Ngon không? Ngon. Béo không? Cá gì ăn liếm ngon chứ có ăn chứ cạp đúng. Cá đắng như trời. Ăn chút cái mật của nó rồi nè. Ở trong chưa chín nha các bạn. Đó giờ mình chưa ăn cá nào mà ngọt thịt vậy luôn á. Gì vậy mày? Uống nước hả? Nước đâu bà? Chị Tiên nè, uống đi. Ôi. Uống đi, ngại gì? Uống ra khát nước luôn. Chị Tiên mày lấy ở đâu hả? Nãy đằng kia người ta cúng hòm em giật em bỏ nước đá cho anh uống nè. Mẹ đất coi, đồ cô hồn của em lại đây luôn. Có sao đâu, em xin rồi mà. Trời ơi, ba, cái đồ cô hồn này mày em về đây chi vậy? Trời, em thấy người ta giật em giật có gì đâu. Thèm mà bị lặt sao sao. Ăn bánh này anh Thanh. Rồi bánh này đâu đây? Anh nghĩ coi đâu. Đừng nói chỗ đó nữa nha.
Đúng rồi, cho đó chứ như nào nữa. Đây nè. Mẹ mẹ ơi. Trời trời, còn vụ này nữa. Cái nước phải có bánh chứ. Ôi tao không ăn đâu, mẹ ăn đi. Mày em ăn. Bánh ngon nhưng mà không ăn, có trà bông. Bánh này mới cúng luôn nè, ăn ngon. Làm gì hồng với bay? Đắm thức hả? Ăn bánh nè. Sao đâu bánh ngon như vậy? Ăn đi. Đủ nước hả? Vậy mới ngon. Vô. Ủa bánh ngon dữ hả? Thử xì đi nè. Thử xì đi hả? Ngon ngon. Ngon, mà ở đâu hả? Có hồn đứa không mày? Dì ba, đồ cô hồn nhiên đem đây chi hả? Tao xin rồi, ăn đại đi. Trời ơi, ba mấy cái đồ cô hồn mày đem về làm chi hả? Trước sau gì mày cũng thành cô hồn mà, bày đặt nó xạo. Mày không ăn mới sớm thành cô hồn á. Ăn nữa không? Thôi, không ăn nữa đâu. Không ăn, tao mang qua ăn cốt tao. Ui, hãy cô, hãy cô. Dậy dậy. Ui. Đang ngủ cái gì vậy? Dậy. Ăn bánh uống nước nè. Ăn cái gì mà ăn? Nè. Bánh mì chà bông nè. Nè, thơm không? Ăn đi, ăn liên đi. Nay mày đem qua cho mấy tao ăn luôn hả? Ui, xịt đinh đó. Ở đâu hả? Ăn đi, hỏi nữa. Không, cốt mày nó tốt với anh em lắm. Đúng rồi, cốt tao đó. Thoải mái đi. Ngon mấy người nha. Tiên nước đá luôn đậm. Ngon. Quá trời. Mấy người ăn được. Mấy người ăn được. Mấy người kia nãy cho ăn hết rồi. À. Ăn hai bát cá hết rồi. Tao không cho ăn hết luôn. Thôi ăn hết rồi sao mấy người ăn. Chạy đi chạy. Quá đã. À, uống uống con uống. Mát rồi. Uống nhiều miếng ngon. Uống nhiều dừa mày. Ôi trời. Uống nhiều nó ngon. Tớ ăn hết bánh đó mày. Hết bánh nói chuyện tiếp ngon quá. Sao sao ăn bay ngon. Ngon chứ trời. Hãy tạo thương nha anh em tôi bay không đem quánh qua cho ăn luôn nè. Mày đúng anh em chưa có rồi đó. Mà mày mua ở đâu ngon chứ hả? Mua đâu mua. Nãy cô Hồng đẳng tao lại tôi giật mà. Gì? Nó lại ai? Cô Hồng đằng đẳng nãy tao lại tôi giật á. Đây. Đây nhờ. Kiểu kiểu gì? Mày giỡn với tao hả? Không nhận bánh của họ ăn ngon được ha. Thôi anh em mình chia tay nha, bye nha. Nào có bánh đem qua cho anh tiếp. Mày sao? Đừng nhớ đường luôn trời. Ừ, bánh cũng không ngon mày. Nhớ ơi. Gì? Quá trời đói bụng rồi. Ủa sao nãy bà không ăn hả? Ăn gì? Thôi quên có tôi với quà ăn à. Thì đồ ăn của Hồng nãy rẻ mang qua nè. Đồ ăn của Hồng ăn đỡ đói đúng không? Đỡ, nãy ăn no luôn, không đói. Bà này không ăn thì chi đói nữa rồi. Dở quá, mày ra đây là mày no rồi. Không, để ta đi kiếm kim cho mẹ ăn. Thôi đi, lần sau mày có mời tao á thì đừng có kêu cốt cán gì ở đây hết á, không ăn đâu. Mày đừng có xạo, bữa đồ ăn hết hạn trên bàn thờ nhà tao có bay còn ăn được mà. Ui là trời, mày nhắc tới tao cay lắm rồi đó nha ghẻ. Mày đưa ba cái đồ ăn gì tùm lum không à, hết hạn sử dụng đó chứ. Nguyên nhìn hả? Nãy giờ có cá dính không? Không thấy con nào mà nó ghẻ mòi em luôn á, mà dính gì? Chứ nãy giờ cần bên anh nó giật không à. Rồi có dính không? Không em. Nè không mấy để anh câu em chưa? Vậy? Không, anh câu giùm em chưa? Nè câu giùm ơi. Trời em đi nghỉ ngơi đi, đánh câu giùm chưa? Ê, hàng bay. Gì? Tao nghe đâu là bữa hàng bay đi quấn lộn vậy đúng không? Ừ. Sao kể tao nghe coi. Thì là chuyện gì nè, thì bữa hổm á con bé gần nhà tao, cụ xinh quá chứ xinh luôn mày. Rồi sao? Thì nó chọc con nhỏ đó con xíu à, nhưng có thằng nào là chọc luôn mày. Ừ, gì chọc mày? À không, kiếm chuyện với tao. Ủa rồi sao mày đi theo thằng đẳng kiếm thằng kia quýnh chi vậy? Mày kêu tao nè. Thì mình tao đâu làm lại đâu, uổng hoài đi theo. Ủa thằng kia là thằng nào đẳng? Mày nhắc lại tức thiệt chứ. Còn bày đặt nói nữa hả mày? Ủa là sao à? Thì thằng ông nội này nè, thằng kia là người yêu của nhỏ này mà thằng này đi chọc nhỏ đó. Ủa là trời, gặp tao hết tao đấm với mày luôn, mắt trái luôn mắt phải luôn á. Ủa tao lại nghe, cái con rủa tao đi quýnh thằng đó đấy chứ.
Ừ, mày đi theo nó đi, có ngày là đi theo nó đi lên trên sảnh luôn á. Thì tại tao không biết thôi, không biết không có tội. Chiều rồi anh em không về ở đây làm gì anh em? Giờ tôi không có giận nữa nha, tôi đi câu cá à, tôi không kiếm chuyện với mấy anh em nữa nha, đừng chơi hơi động tôi nha. Ủa mình nhịn lâu lắm vậy đi nhá. Thôi tôi đi à. Về sớm ơi không mẹ la. Tình hình rất là tình hình nha các bạn. Lẽ ra mấy anh em mình sẽ cắm trại ở đây để cho mấy em trải nghiệm buổi tối ở đây như thế nào. Nhưng mà bộ phận chính quyền đã không cho phép mấy anh em mình ở đây. Đơn giản là vì thực tế ở đây buổi tối khá là nguy hiểm cho mấy em. Họ cảnh báo mình là ở đây đã xảy ra tình trạng đuối nước rất là nhiều. Bên kia sông có vài người đã bị đuối rồi các bạn. Cái khu vực này như cũng có nè. Nhưng mà sáng giờ mấy anh em mình không có tìm hiểu. Giờ được cung cấp thông tin cho nên bây giờ mình phải tập hợp mấy em lại rồi cho mấy em về nghỉ ngơi. Giờ cũng trễ đấy các bạn. 5 giờ mấy gần 6 giờ chiều tối đây. Sáng giờ là mấy anh em mình đi trải nghiệm như đây cũng khá là nhiều rồi nha các bạn. Buổi tối thì bình thường mấy anh em mình ở đây thì cũng câu cá rồi đốt lửa chai đi cũng vui chơi giải trí một chút xíu rồi cũng đi nghỉ ngơi thôi. Thôi để cho mấy em đi về nghỉ ngơi. Gì vậy? Hả? Nhiều à? Bây giờ? Cái gì? Cái gì? Tào Tháo. Tào Tháo. Chỗ này vắng vẻ quá, không có chỗ sao. Nhiều lắm, nhiều bụi lắm đó, bụi nhóc kìa. Trời ơi, nhóc bụi luôn. Còn mấy? Không thì đi thẳng qua bên kia kìa, thấy không? Thấy. À, qua đó làm luôn, cho nhanh. Lêu sập rồi nè. Ôi, còn coi hai đứa kia kìa. Hai đứa kia tình cảm quá ha. Tình cụm quá ha. Tập hợp lại đi, anh nói nghe cái này nè. Dạ, không. Tập hợp lại đây. Sao anh Phú? Hai đứa kia tình cụm quá nhỉ. Anh đừng nói, kệ nó anh Phú. Tình cụm. Để cho người ta tự nhiên anh Phú ơi. Đâu rồi, kẻ kẻ. Cái thằng kia sáng giờ nó chọc trâu nhiều lắm rồi đúng không? Nãy kiểm lâm kiếm nó mượn. Người ta câu cá thật lấy đi nó câu trâu. Trời ơi trời. Lẹ, lấy đế biểu nè. A few moments later. Sao sáng giờ đi câu cá đã chưa? Dạ rồi. Hơi tiếc hay lẽ ra được hai cái con cá. Cá đế vương. À, hoàng đế. Cá hoàng đế. Chầm. Cá hoàng đế nha các bạn. Lẽ ra được hai con. Nhưng mà rốt cuộc thì chốt phương án là chỉ có một đội được một con duy nhất. Đó chính là đội của Thành Lát, Nguyên, Đặng và ai ta? Em. À, ghẻ. Thật ghẻ. Cho nên ngày hôm nay đội thắng cuộc trong thử thách cắm trại câu cá tại sông Mã Đà này đó chính là đội của Thành Lát. Xin chúc mừng tụi em. Yeah. Quế. Tôi là quan giữa đám đông, nhưng khi một mình thì lại không. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nó mắt. Nhận được 3 triệu, một chút anh trao giải sau. Và có một điều đặc biệt nữa đó là mấy anh em mình không được cắm trại qua đêm ở đây nha các bạn. Bộ phận an ninh đã nhắc nhở mấy anh em mình là phải thu dọn, nói chung là đi về trước 6 giờ chiều nay. Tại vì ở đây không an toàn, sợ mấy anh em mình bị đuối nước. Ở đây có tình trạng đuối nước, bên kia có mấy người bị mất do bị đuối nước rồi cả bên kia kìa. Hồi nãy mình mới nghe được nha các bạn. Đây cũng có luôn, bên đây cũng có luôn. Hèn chi. Sao? Hồi nãy em thấy Kiểm Lâm chạy bo bo nè. À, Kiểm Lâm chạy bo bo. Kiểm Lâm chạy bo bo. À, anh Vũ, đúng rồi. Kiểm Lâm mà chạy bo bo dưới sông là sao ta? Hồi nãy em thấy á. Ủa, cái đó là thanh tra giao thông đường thủy chứ làm gì có đi Kiểm Lâm mà chạy bo bo. Vậy mà nãy anh Đặng nói em Kiểm Lâm. Nghe lời Đặng. Ông nói chừng ta đua bo bo, anh Vũ sẵn. Cưng mới sao rảnh quá ai mà mặc đồ và Kiểm Lâm đi đua bo bo. Có đâu anh Phú, ta đi cắt một mình anh Phú ơi. Thôi ông im mồm đi. Nói chung là mấy anh em mình phải rời đây trước 6 giờ đêm nay nha các bạn. Cho nên bây giờ mấy đứa gom đồ đạp và thôi bữa khác mấy anh em mình sẽ cắm trại ở một khu vực hồ khác nếu cho phép nha. Mấy anh em mình cũng tạm xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Đừng quên để lại một like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuồng đồ mấy anh em mình. Đồng thời đừng quên xếp ra phải luôn chung cương mày đi pha nước luôn quân giá rẻ tính chất lượng nha. Quay càng nhiều nó hút càng cao nha các bạn. Mình và các em xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye mọi người. Bye. Tranh thủ dọn về gần 6 giờ rồi, người ta cấm không cho ở đây. Đấy. Dạ. Về nha các bạn. Bye bye. Về nha các bạn. Anh nhớ về trao giải thưởng cho tụi em nhé. Ờ quên quên còn điều giải thưởng nữa. Ô là trời. Được một con cá mà lấy được 3 triệu. Lời chán nhờ. Tối nay em định câu mấy trăm ký mà tại đi về. Cá đây ăn bụng như kè không anh Vũ ơi. Gì? Cá lấy bụng như kè. Cá hoàng đế bụng màu vàng mà. Chị mới biết. Mà biết gì không? Có một câu chuyện rất là kỳ bí ở phía bên kia. Chị nhìn không? Ma Lục Bình. Hả? Ma Lục Bình. Tôi mệt quá. Có người có hai. Ở đó nhiều động vật chết lắm Vũ không? Mà tào lao quá mày ơi. Ta bắt nhiều chết xong ta thả nó nhiều lắm. Mấy nhiều ma đồ á, hồn mình nó anh Vũ ghê lắm. Ủa có nhiều ma luôn hả? Này bị bệnh nặng lắm rồi nè.
Thôi tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bye. Ê, ê mấy anh kia đi đâu ạ? Giờ này làm gì ở đây hả? Biết gần mấy giờ chưa? 5 giờ rưỡi rồi, gần 6 giờ rồi, không lo về. Tao thay phiên ông kiểm lâm kêu tôi quay về nè. Ở đây nguy hiểm lắm biết không? Đúng rồi, lên lộ về đi. Băng thẳng qua lộ luôn nha. Thấy xe cứ phóc lại cho tao.